Gợi ý, 7 cách mặc áo sơ mi, đi làm, đi học, đi chơi vừa có đủ, cùng tham khảo nha. Khi đi làm công sở hoặc đi học, bạn thường gài nút từ trên xuống dưới như thế này. Vậy, mình đổi cách gài nút truyền thống để tạo ra kiểu mới nào. Ta gài khuy áo thứ hai lên nút áo thứ nhất đã cố định sẵn, rồi gài khuy thứ ba vào nút thứ hai. Làm tương tự cho đến khi hết khuy, sau đó mình đóng thùng hoặc sơ viên lại là hoàn thành rồi. Đẹp chưa cả nhà? Cách này áp dụng đi làm công sở hoặc đi học đều được nha. Thích váy thì mình mặc váy, thích quần thì mình phối với quần thôi. Đồng phục, sơ mi, quần tây vẫn làm được. Cách thứ hai, mình gài nút hết từ trên xuống tới phần cặp váy hoặc cặp quần, rồi lấy từng vạt áo luồn qua cái khoảng giữa gần nhất giống như này, chỉnh lại chút xíu rồi đóng thùng vào. Đi chơi, đi dạo phố, học thêm thì được. Xong rồi nè mọi người. Cách thứ ba, cố định cho tới nút thứ hai hoặc thứ ba, cao thấp tùy ý, rồi dùng khuy tiếp theo gài vào nút ở trên, sau đó đóng thùng lại như vậy là ok. Đi học đi làm đều được. Cách thứ tư, cũng gài nút áo từ trên xuống tới phần gạch quần, sau đó luồn một vạt vào khoảng giữa, đồng thời tạo một cái lỗ, luồn vạt còn lại qua cái lỗ này, ta gút và chỉnh lại xíu rồi lặn vào trong, thế là xong. Cách thứ năm, ta gài từ nút thứ ba cho đến hết như thế này, đóng thùng một bên vạt, chỉnh lại xíu là thành kiểu lệch vai rồi, tuyệt. Cách thứ sáu, ta luồn từng vạt qua đĩa quần như thế này, chỉnh lại xíu, đi chơi thôi nào. Cách thứ bảy, thì mình chỉ cần cột hai vạt vào nhau như thế này, thêm một nụt nữa nào, và lẫn phần thừa vào trong như thế này, hoàn thành rồi. Nhớ tim và follow tới nha.